Cố gắng lên. Chị em mình chẳng lẽ không phá được kỷ lục làm quả bóng to nhất thế giới à? Chị bây giờ là không nhìn thấy Su đâu nữa. Và Su cũng không nhìn thấy chị đúng không? Không. Thật đấy. Wow. Wow. Thật đấy. Mà nó vẫn còn mềm luôn ý. Một, hai, bùm. Em làm gì ấy? Trời ơi, sao phim là mặt chị này? Ủa? Mà em... Ủa? Trông như Suy Vân ấy. Ngồi đây xem nào. Ngồi đây chị giỡn cho. Cái quả bóng đấy mà. Trời ơi, sao em mua được quả bóng gì mà to thế này á? Hả? Vâng. Wow. Quả này á, chả đội được đúng không? Ôi xời. Ui, sao mà nó lại có quả bóng to thế nhở? Chị em mình bơm thử không? Em bơm nhé. Em bơm chị giữ à? Kiểu chị hại lắm. Nó có nổ được không? Đấy, nó chị giữ, chị giữ. Bơm thì chắc là mệt lắm ấy. Tụi anh em mà. Cái này chị nghĩ khi nhét được cả Su vào luôn. Thấy chưa, em thấy nặng không? Không bơm được, đưa đây chị bơm cho. Không, để em bơm. Nhưng quả này thôi, chị bơm to rồi em bơm. Thấy chưa, còn gì có tí nào vào được đâu. Chị sức khỏe phi thường. Ui, quả này thì to lắm ấy nhở. Wow, oh, oh, Su ơi, quả này đỡ cứ gọi là miệt mài luôn. Ừ, to thế. To lắm, quả này phải bơm to lắm. Trời ơi, sáng nay chị có ăn có mua cái bánh mì. Mày quá. Trời ơi, nhưng mà nó có nổ không em? To nữa. Ui, to nữa. Ừ. Em ngồi lui ra đi, em ngồi đỡ lui ra. Trời ơi. Chị thế. Càng lúc nó càng to này. Tiếp đi chị. Mệt mà. Tiếp đi. Em mệt rồi. Trời ơi, sao em mua một quả gì mà to bự con to lại này. Tiếp đi chị. Trời ơi, đáng em phải mua một cái bơm ra đấy. Em mất chị. Giữ, giữ, giữ. Ui, to nhô. Cái này phải bơm to lắm. Ồ, chị nghĩ thế hả? Trời ơi, cả nó càng to luôn ấy. Ui, mà nó hẳn muốn nhẹo luôn ấy nhở. Vâng. Càng hơn nữa. Nhưng mà chị đau vai quá à. Nhưng chị phải bơm nữa. Bơm xong nó là của chị đúng không? Nó là của em. Mệt chứ. Mỗi người một quả. Thế sao mà chị phải tự bơm quả kia? Thế thì hôm nay chị phải ăn 10 bát cơm cũng không bơm được hết cái quả bóng à. Trời ơi, càng lúc nó càng to. Tiếp đi chị. Sao to thế nhở? Ôi, chúc mừng năm mới nó khác này. Wow. Ủa, sao vậy, cho. Hết thời. Ủa, hết thời được. Bỏ quá, để nuôi ra ngoài tí em ơi. Đấy, em phải ngồi đấy, đúng rồi, em phải ngồi thế. Đấy, em phải giữ như thế, em không sát vào đây, chị sợ nó nổ lắm. Chị là con nhà nhát mà, em thấy mọi lần bóng bóng chị đâu có dám bơm đâu. Hôm nay chị làm sao mà chị dám bơm đây này. Quả này mà nó nổ khi chị bắn sợ quẩy chỗ này luôn ấy. Sao chị đi, lấy sức. Giữ. Trời ơi, tôi sợ nổ. Ui, trời. Trời ơi, sao mà đấy em giữ như này nhá. Chị mà tuột tay ra bây giờ là hơi bị phí đấy. Hai chị em mình là bơm ấy. Trời, xa cái mặt ra nó nổ. Trời, sao nó lại có cái quả bóng bay. Nó lại khủng khiếp. Vẫn chưa hết này em. Thế nào, ui, nó nhún luôn. Ôi, bát cơm của tôi. Tí à. Trời ơi, chị không nhìn thấy em luôn ấy. Ô, Su ơi, đâu rồi. Thế này à, tí là chị phải ăn 5 bát cơm mất thôi. Chết chị mất thương. Trời ơi, không biết nó đã được chưa. Ui, nó vẫn mềm luôn em ơi. Sao nó lại có một bóng to này à trời. Cẩn thận không nổ ấy nhá. Nổ nó chỉ rơi xuống hồ ấy. Đúng rồi. Không chỉ rơi xuống hồ bây giờ. Giờ chị phải bơm quả kia ấy nhá.
Nghe thấy đấy. Wow, to thế. Em phải đứng xa xa vào. Nó vẫn nhốn luôn. Em đứng xa xa vào không nó nổ vào mặt đấy. Chị hãi lắm ấy. Trời ơi, công nhận chị giỏi thật đấy. Có mỗi cái quả bom tay này mà chị bom được. To chưa? Căng chưa, căng chưa? Thế nào? Ôi, vẫn đun lắm. Chưa ăn thua gì cả này. Trời ơi. Này, chị nghĩ quả này nhá. Tí chị buộc vào xong rồi chị buộc nó vào người em. Nó kém lên trời luôn ý. Không. Nó to hơn này các bạn ơi. Không. Trời ơi. Thề với em tối nay về chuột của chị sẽ nổi. Cơ bắp được. Rồi sang bên này tí. Ăn quá. Bên này cho an toàn. Dạ, em hát bài đi để cho chị lấy sức ạ. Đi học về là đi học về. Em vào trời nhà. Ơi, người ta đi bơm bóng mà nó hát bài đi học về. Đi vào nhà em chào cha mẹ. Cha em. Tối chưa đấy. Dừng lại chưa? Nhún không? Hắn nhún không? Ui nhỏ nó hắn nhún thế. Sao quả này to vậy trời. Cả nhà ta thương yêu nhau. Ta là nhân cầm theo là cười. Trời ơi, quả này đúng là tí chị cho xu. Buộc vào xong rồi chị cho nó bay lên. Không. Làm chưa? Trời ơi. Sao nó có thể to này hả em? To lắm. Ủa đây này, ui nó hăng một mềm nhũng luôn ý. Thế này chị bơm bên cả ngày mai không xong à. Thôi cố lên, cố lên. Chị em mình sắp bơm được rồi. Chị đâu phải bơm từ kia ấy. Chị nhìn quả kia là chị không thấy yêu nó nữa rồi ấy. Ui. Thôi. Cái này chưa? Được rồi. Hay là nữa? Được rồi, như này thôi. Ui, nhưng mà nó non lắm. Ôi. Nè, đấy. Bơm tiếp, bơm tiếp. Bơm tiếp nhá. Chúng ta bơm thử tí nữa nhá. Được không? Cố gắng lên. Chị em mình chẳng nghe không phá được kỷ lục làm quả bóng to nhất thế giới à. Chị bây giờ là không nhìn thấy Su đâu nữa. Và Su cũng không nhìn thấy chị đúng không? Không. Bỏ thật đấy. Bỏ thật đấy. Mà nó vẫn còn mềm luôn ý. Này. Mềm lắm. Xem trong này có. Đấy, mềm không? Quả bóng lại không bị bệnh thế. Ôi trời, trời con để mút vào đây. Trời, quả bóng bị bệnh ư? Nó mà nổ rồi, hai chị em mình làm cái đoàn một cái đấy. Chuẩn bị tinh thần nhá. Chị là chị ngất luôn ý. Thôi đi chị. Trời, em không sợ à? Không sợ. Ý, chị kinh nhá, thôi bơm mèo nhá. Chị buộc đấy. Thà với em mà chị mỏi hết cả tay khi bơm cái quả này rồi. Anh quay ra giúp để. Ê à, chết rồi, sắp tuột. Trời ơi. Bơm là một chuyện và buộc là một chuyện hoàn toàn khác nhau. À. Chị có cái chun. Đây rồi. Rồi rồi đó. Cố lên chị, em sẽ phạt chị. Trời ơi. Quả bóng này chị với em sẽ đi chu du thiên hạ. Yeah. Tết năm nay chúng ta sẽ đi kinh khí cầu. Nào, Su đâu, bám vào đây. Không, chị không. Chào bay nào. Bám vào xem quay được không. Quay đi, chào bay nào. 1, 2, 3. Boom. Chị em lại. Wow, to chưa. Wow. Ui. Để đây. À, hai chị em mình à. Em ngồi bên đấy, chị ngồi bên này. Ôi, mới ngủ. Su ơi, có nghe thấy chị nói gì không? Không. Su ơi. Chúc mừng năm mới. Đây là chị bơm chưa hết cỡ đâu mà nó còn to thế này đấy. Bởi vì lúc mua nó bằng thế này cơ mà. Wow. Một quả bóng bay mà bạn Su có thể đội vừa nó luôn. Em muốn bơi luôn. Thôi chị em mình mang ra kia chơi đi. Chị bay đây. Chị em mình chơi tung nhá. 1, 2, boom. Chú đánh đầu đây. Wow, chị đánh đầu. Wow. Ôi giời.
Thôi bác cứ bóng về đi, mệt lắm rồi, không chơi được nữa đâu. Em ôm nó đi đây. Trời ơi, đấy, quả đây là của em. Còn quả này chị mang về chị thổ nhiệt của chị. Ôi mệt quá, chứ em mà thổ quả này xong chắc em ngất luôn ấy. Xin chào tất cả các bạn, các bạn xem và ủng hộ mình và subscribe.